Việc đầu tiên mà chúng ta cần làm đó là cấp nguồn cho thiết bị. Ở đây chúng ta đã có sẵn bộ nguồn của VNPT Technology. Chúng ta sẽ cắm cục nguồn này vào ổ điện và cổng còn lại chúng ta sẽ cắm vào Smartbox như thế này. Đừng quên bật nút nguồn ở đây. Như vậy là xong. Tiếp đến chúng ta sẽ cần kết nối Smartbox với TV. Chúng ta sẽ có hai lựa chọn cho việc này. Nếu như bạn muốn xuất hình ảnh độ phân giải cao HD, chúng ta sẽ dùng cổng kết nối HDMI với cáp HDMI có sẵn. Chúng ta sẽ cắm như thế này. Là xong. Còn nếu nhà bạn chỉ có TV lồi và không có HDMI thì chúng ta sẽ dùng cổng AV với cáp mini AV. Chúng ta sẽ cắm cổng 3.5 vào đây. Nếu như bạn muốn sử dụng mạng LAN cho thiết bị Smartbox thì bạn chỉ cần cắm đầu dây mạng trực tiếp vào cổng LAN, thiết bị sẽ ngay lập tức nhận mạng. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ bằng một sợi dây mạng nhỏ như thế này. Bạn chỉ cần cắm trực tiếp cổng mạng này vào thiết bị đến khi thấy có một tiếng kêu đánh tách là xong. Và nếu như chúng ta dùng thêm chuột hoặc bàn phím không dây rời ở bên ngoài thì bạn sẽ cần cắm đầu chuột hoặc bàn phím không dây vào cổng USB của thiết bị. Ở đây mình sẽ sử dụng luôn con chuột được VNPT Technology tặng và mình sẽ cắm vào cổng USB của nó. Bạn có thể cắm vào bất kỳ cổng nào trong hai cổng này. Như vậy là xong. Bây giờ chúng ta sẽ cắm các đầu còn lại lên TV. Chúng ta sẽ kết nối Smartbox lên TV. Bây giờ chúng ta sẽ cắm các cổng kết nối vào TV. Nếu như TV nhà bạn là TV LCD hoặc plasma từ 32 inch trở lên và có hỗ trợ cổng kết nối HDMI thì quá là đơn giản. Chúng ta chỉ cần cắm đầu còn lại của dây HDMI vào cổng tương ứng trên TV. Sợi cáp HDMI này sẽ chuyển cả hình ảnh và âm thanh chỉ trong một đường duy nhất mà thôi. Nhưng nếu như TV nhà các bạn là TV cũ, TV lồi và không có cổng HDMI này thì chúng ta sẽ buộc phải sử dụng kết nối AV với cáp 3 màu là vàng, trắng và đỏ. Ở đây mình sẽ cắm ví dụ luôn trên chiếc TV này. Chúng ta cắm vào các màu tương ứng. Màu vàng cho hình ảnh và màu trắng, màu đỏ cho âm thanh. Như vậy là xong và chúng ta đã có thể bắt đầu trải nghiệm Smartbox ngay bây giờ.